Chương trình tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm qua cảnh báo hàng nghìn trẻ em ở Gaza đã thiệt mạng vì bom đạn, nhưng sẽ có nhiều em nữa thiệt mạng vì thiếu nước. Người phát ngôn của UNICEF James Elder cho biết đã có hàng nghìn trẻ em Gaza thiệt mạng vì các cuộc đánh bom và con số này vẫn tiếp tục tăng từng ngày. Theo báo cáo hiện nay, hơn 3.450 trẻ em đã thiệt mạng, và điều đáng kinh ngạc là con số này đang tăng lên đáng kể mỗi ngày. Gaza đã trở thành nghĩa địa của trẻ em. Tuy nhiên, những mối đe dọa đối với trẻ em còn hơn cả bom đạn và súng cối, đó là hai vấn đề thiếu nước và chấn thương. Hơn 1 triệu trẻ em ở Gaza đang gặp khủng hoảng nước nghiêm trọng. Hiện nguồn cung nước ở dải Gaza chỉ bằng 5% so với trước xung đột. Vì vậy, trẻ em tử vong do mất nước, đặc biệt là trẻ sơ sinh tử vong do mất nước, đang là mối đe dọa ngày càng tăng. Hiện UNICEF đang kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, đồng thời mở toàn bộ cửa khẩu vào Gaza nhằm đảm bảo cung cấp các mặt hàng viện trợ nhân đạo như nước, thực phẩm, vật tư y tế và nhiên liệu không gặp trở ngại, an toàn và bền vững. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổ chức Y tế Thế giới, ông Christian Leimeyer cho biết 130 trẻ sơ sinh non đang được nuôi trong lồng ấp ở Gaza tiềm ẩn thảm họa y tế công cộng trong bối cảnh thiếu hụt hạ tầng cung cấp nước và dịch vụ vệ sinh, trong khi hệ thống y tế quá tải. Người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, ông Jens Lecce cho biết, kể từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 10, có 43 xe cứu trợ nhân đạo chở nước, thực phẩm và thuốc men vào Gaza qua cửa khẩu Rafah ở biên giới Ai Cập. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng con số này vẫn là quá ít. Theo số liệu mới nhất của cơ quan thống kê châu Âu Eurostat công bố hôm qua, tỷ lệ lạm phát của khu vực đồng euro đã giảm xuống 2,9% trong tháng 10, đạt mức thấp nhất trong hơn 2 năm qua. Đây là mức giảm kỷ lục được ghi nhận sau khi lạm phát dừng ở mức 4,9% trong tháng 9 và 5,2% trong tháng 8. Nguyên nhân chính dẫn đến việc lạm phát hạ thấp ở khu vực đồng euro là do giá năng lượng giảm mạnh. Hai quốc gia ghi nhận mức lạm phát giảm kỷ lục là Italia và Bồ Đào Nha. Lạm phát đã xuống mức 1,8% ở Italia và 2,1% ở Bồ Đào Nha trong tháng 10. Mặt khác, tình hình lạm phát ở Tây Ban Nha đang ổn định ở mức 3,5%, tương tự như tháng trước. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đặt mục tiêu tăng lãi suất đủ để đưa lạm phát trở lại mục tiêu dưới 2% vào năm 2025. Tuần trước, ban lãnh đạo ECB đã quyết định không tiếp tục tăng lãi suất. Đây là lần tạm dừng đầu tiên của ECB kể từ mùa hè năm 2022, sau khi đã tăng lãi suất cơ bản 10 lần liên tiếp. Hiện lãi suất ở mức từ 4% đến 4,75%, mức cao nhất kể từ khi phát hành chính thức đồng euro vào năm 1999. Hôm nay, Trung Quốc bắt đầu thăm dò ý kiến của 1,4 triệu người dân trong một cuộc khảo sát về biến động dân số, trong bối cảnh nhiều chính sách khuyến khích sinh con được đưa ra do tỷ lệ sinh và dân số giảm lần đầu tiên trong 6 thập kỷ qua. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, cuộc khảo sát sẽ dựa trên mẫu gồm 500.000 hộ gia đình và kéo dài khoảng 2 tuần cho đến ngày 15 tháng 11. Kết quả của cuộc thăm dò sẽ là cơ sở để theo dõi những thay đổi trong phát triển dân số của Trung Quốc, giúp chính phủ nước này xây dựng các chính sách liên quan đến dân số, phát triển kinh tế, xã hội và quốc gia. Lần gần đây nhất Trung Quốc tiến hành cuộc điều tra dân số 10 năm một lần là vào tháng 11 năm 2020. Kết quả điều tra cho thấy dân số Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ chậm nhất kể từ cuộc khảo sát dân số hiện đại đầu tiên vào những năm 1950. Nguyên nhân được cho là do tỷ lệ sinh giảm và người dân ngày càng lo ngại về những khó khăn trong việc nuôi dạy con cái. Thủ tướng Thái Lan Setha Thavisin hôm qua cho biết du khách người Ấn Độ và Đài Loan Trung Quốc sẽ được miễn thị thực khi tới Thái Lan trong vòng 6 tháng kể từ ngày 10 tháng 11 tới đây. Theo đó, du khách Ấn Độ và Đài Loan Trung Quốc có thể lưu trú tại Thái Lan trong 30 ngày mà không cần thị thực. Ấn Độ là thị trường du lịch lớn thứ tư của Thái Lan trong năm nay với khoảng 1,2 triệu lượt khách sau Malaysia, Trung Quốc và Hàn Quốc. Trước đó, Thống đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan cũng cho biết chính phủ Thái Lan đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan, bao gồm triển khai các biện pháp thúc đẩy du lịch hàng không như miễn thị thực và đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh tại các trạm kiểm soát biên giới trên đất liền. Thái Lan đặt mục tiêu đón khoảng 28 triệu lượt khách trong năm nay với hy vọng ngành du lịch có thể giúp vực dậy nền kinh tế đang chững lại của nước này